Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy thì chiếc Huawei 9 Prime bị rơi vỡ màn hình, nhìn rất là tệ nha, rời cả màn hình ra nha. Hiện tại di động cao cấp.vn đang có sẵn màn hình cũng như tất cả các linh phụ kiện khác trên Huawei 9 Prime, phụ trình thay thế sửa chữa bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến di động cao cấp.vn cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho Huawei 9 Prime. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Tôi có sẵn tất cả các linh phụ kiện trên Huawei 9 Prime nói chung và màn hình cảm ứng của Huawei 9 Prime nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship màn hình Huawei 9 Prime đến tận địa chỉ vị các bạn nhu cầu. Vì các bạn nhận được, vì các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.